cây số. Nhà cô đi 8 người, giờ cô lớn tuổi với lại trong người đó cũng muốn cảm giam danh của nước. Thấy đông này là vui lắm. Đông quá đông người hả? Hôm nay có mấy ngàn người nè, mấy ngàn người đó. Yeah. Cô không chú đi mà kẹt xe cả mấy cây số luôn. Đi lúc 8 giờ từ thành phố Hồ Chí Minh mà ra đây gần 4 giờ đó. Ghé 3 chậm. Thì sáng mai ra cắm số, chụp hình đồ chơi. Chứ bây giờ chụp đầy người này chấm gì? Hôm nay ngày mùng 4 Tết Canh Tí năm 2020, du khách đổ về Vũng Tàu rất đông. Đông gấp hơn 2 lần ngày hôm qua. Đến giờ phút này chúng tôi mới thống kê được khoảng độ 140.000 lượt khách trong ngày hôm nay. Trong cái mùa gió chướng này thì ao xoáy xuất hiện ở Bãi Sau rất nhiều, cho nên là chúng tôi đã có cái kế hoạch phân công lực lượng ứng trực cắm cờ và biển báo tại tất cả các ao xoáy dòng chảy để cảnh báo cho du khách biết khu vực nguy hiểm. Đồng thời chúng tôi sử dụng cano, mô tô chuyển nước và các dụng cụ phương tiện khác đi tuần tra, yêu cầu du khách không bơi xa bờ. Trong ngày hôm nay là lực lượng cứu hộ cứu vớt được 24 trường hợp đưa vào bờ an toàn.